Đây là một chiếc hang động chưa được khai thác đúng cách, đó chính là hang Mo So ở tỉnh Kiên Giang. Đợt mình đến hang Mo So tham quan thì mình gặp được một người tự xưng là quản lý hang. Anh thiết lập hệ thống dàn đèn trong hang để du khách tham quan và thu tiền. Với chi phí vé vào là không rẻ, theo ảnh thì có hai loại vé. Một vé tham quan khu nhỏ 30 phút, một vé tham quan khu lớn hơn 1 tiếng. Vì là lần đầu tiên muốn trải nghiệm cho nên mình cũng ok và đăng ký hai loại vé luôn. Đi vào hang nhỏ thì không sao, nhưng vào hang lớn hơn thì đèn không còn hoạt động được nữa, khiến cho chuyến trải nghiệm của mình trở nên tối om. Nói về hang Mo So thì theo tiếng Khmer có nghĩa là đá trắng. Nơi đây là căn cứ cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, có giá trị to lớn về lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954, Mo So là nơi đóng quân của công binh xưởng 18 khu chính chế tạo, cải tiến vũ khí thu được của địch để cung cấp cho quân dân ta chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975, Mo So là căn cứ cách mạng và là điểm mấu chốt quan trọng trên tuyến đường 1C chi viện vũ khí đạn dược từ Bắc vào Nam. Mỹ ngụy đã mở nhiều cuộc càn quét ác liệt hòng xóa sổ căn cứ Mo So này, nhưng với tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường của quân và dân Kiên Lương, âm mưu của địch đã bị thất bại. Hang động núi Mo So rất kỳ thú nha các bạn, với hơn 20 hang lớn nhỏ, mỗi hang gắn liền với tên mô một đơn vị cách mạng trong kháng chiến, ví dụ như là hang huyện đội, hang quân y, hang kinh tài, hang điện đài, hang nước. Nhiều hang lớn có sức chứa hàng ngàn người. Thạch đạo này còn được gọi là một tuyệt tác thiên nhiên, ẩn chứa nhiều giá trị độc đáo về mỹ quan, mỹ thuật, địa chất và địa mạo, đáp ứng nhu cầu về phát triển du lịch và tham quan du khách, phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Theo mình, để cho hoạt động của du lịch tỉnh nhà Kiên Giang phát triển hơn thì cần phải quy hoạch lại, nếu không thì về mặt thời gian, vẻ đẹp của hang động này sẽ không còn được như trước nữa. Come with me, whichever.